Vừa qua, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam vừa liên tiếp đưa ra hai văn bản về việc thay đổi hệ thống đai đẳng của các môn phái Võ Cổ truyền Việt Nam. Ngay khi được ban hành, quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và bức xúc trong cộng đồng Võ Cổ truyền, nhất là ở hai nội dung. Thay đổi màu đai cấp võ sư từ trắng sang đỏ, thu 1,5 triệu đồng tiền phí đổi đai với mỗi võ sư, dù trước đó đã phải đóng phí khi thi lấy bằng võ sư. Tụi tôi cũng rất là đại đa số là nhiều người là không có đồng tình là đổi cái màu đai. Các võ sư ở đẳng cấp 18 ngày trước thì giờ này nếu thay đổi theo quy chế mới thì nó cũng có rất nhiều bất cập. Bởi đại đa số là những võ sư già lớn tuổi hết rồi. Bây giờ thi đổi đai, theo tôi thiết nghĩ đổi đai để làm gì? Ra bây giờ liên đoàn yêu cầu là đổi cấp đai thì tôi cũng không hiểu được nguyên nhân từ đâu. Cái hệ thống quy chế cũ nó cũng được liên đoàn ban hành theo quy chế được nhà nước công nhận. Giờ này đổi thành một cái quy chế mới để cập theo, nhập theo cái thế giới. Thì điều đó là điều tôi không biết được là ở trên lãnh đạo đã nghiên cứu như thế nào. Ông Lê Kim Hòa, ông đã từng là gây dựng lên cái môn võ này từ cái thời năm 1987 tới giờ. Thì cái màu đai nó cũng đã thống nhất đến bây giờ. Mà bây giờ tự nhiên thay đổi vậy thì theo cá nhân tôi, nếu mà trước tiên mà muốn ra cái quyết định mà để mà thay đổi cái đai đẳng như vậy thì phải có một cuộc họp để mà lấy ý kiến ra, thì tôi thấy là nó hay hơn là tự nhiên mình âm thầm mà kêu người ta đổi. Cái chuyện thay đổi đai đẳng nó không quan trọng, mà quan trọng ở tinh thần của những thầy võ. Quan trọng ở cái truyền dạy, cái truyền lứa của các thầy võ cho các học sinh của mình. Còn đai đẳng bằng cấp chẳng qua là cái tư cách thâm nhân mà thôi. Đóng tiền 1 triệu rưỡi đó cũng không có gì là ghê gớm. Yeah. Vấn đề tiền bạc thì không có gì quan trọng lắm đâu. Nhưng mà có một cái là nếu mà thống nhất được mà để cái đai đẳng mà theo như ngàn xưa từ cha ông mình để lại thì tôi thấy nó vẫn là một cái điều hay. Kính thưa quý vị khán giả của Võ Thuật TV, vừa qua Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc thay đổi hệ thống đai đẳng đã được áp dụng trong làng võ cổ truyền từ trước đến nay. Và theo như chúng tôi được biết thì quy định này đã gây nên nhiều luồng ý kiến dư luận trái chiều trong suốt thời gian vừa qua, nhất là đối với các võ sư lão thành, đặc biệt là xoay quanh vấn đề thay đổi màu đai cấp võ sư từ trắng sang đỏ và phải đóng phí 1,5 triệu đồng cho vấn đề này. Và ngày hôm nay, để giải tỏa các thắc mắc của dư luận và cũng như mở rộng đường cho dư luận làng võ, chúng ta sẽ cùng nghe trực tiếp đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa sẽ giải thích về vấn đề này nhé. Thưa võ sư, thì trong thời gian vừa qua thì riêng đối với Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam thì chúng ta cũng có những cái thay đổi rất là quan trọng. Vậy thì xin võ sư cho biết thì hệ thống đai đẳng cũ trong cái võ cổ truyền thì được phân chia cụ thể như thế nào và đã được sử dụng từ khi nào ? Hệ thống đai đẳng cũ á, thì chúng ta sử dụng từ năm 1993. Đấy là đối với quốc gia. Nhưng mà với thành phố thì mình đã sử dụng từ năm 1987. Thì khi mà Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam ra đời năm 1991 á, thì 2 năm sau chúng tôi hình thành cái hệ thống đai đẳng đó. Thì hệ thống đai đẳng đó gồm có 18 cấp, 5 bậc và 5 màu đai. Tức là cấp 1 thì nó là đai đen. Hệ bậc 1 đó, nó là đai đen. Rồi bậc 2 á, là đai xanh lá cây. Bậc 3 thì đai đỏ. Bậc 4 á, là đai vàng. Và bậc 5 á, thì đai trắng. Và lên đại võ sư thì đai trắng có tua. Tất cả những cái hệ thống đó đã được áp dụng từ 93 đến bây giờ. Thì đến nay thì với cái sự phát triển của võ cổ truyền không những trong nước mà là thế giới. Thì Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền thì thành lập Liên đoàn Thế giới vào tháng 8 năm 2015. Thì từ đó đến nay thì chúng tôi thường vụ của ban chấp hành cũng như ban chấp hành nghiên cứu và xây dựng một hệ thống đai mới để cho nó phù hợp với thế giới. Thì những cái bậc đai dưới thì tôi không nói, nhưng mà liên đoàn sẽ quản lý từ 1 đẳng cho đến 10 đẳng. Thì 1 đẳng đến 10 đẳng đó nó liên quan tới cái cấp trước đây. Tức là ví dụ 1 đẳng là cấp 13. Thì 2 đẳng là cấp 14, 3 đẳng cấp 15, 4 đẳng cấp 16, rồi 5 đẳng thì cấp 17, vân vân.
Và khi hết cái hệ thống cấp đó thì là thêm 3 đẳng cho quốc tế. Ví dụ như võ sư thế giới hay võ sư quốc tế gì đấy. Yeah. Rồi lại đến là chuẩn đại võ sư, rồi yeah. đến đại võ sư quốc tế. Yeah. Thì như vậy nó là 10 đẳng theo hệ thống quản lý của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam hiện nay. Dạ. Yeah. Yeah. Dạ thưa võ sư, thì như vậy có thể thấy là hệ thống đai đẳng cũ đã được áp dụng và ổn định trong một thời gian dài. Vậy thì xin võ sư cho biết thì lý do gì đã khiến liên đoàn nhất định là phải thay đổi ạ? Tất nhiên không có việc gì mà cố định mãi đâu. Dạ. Việc thay đổi bao giờ cũng chỉ làm nó tốt hơn thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta có liên đoàn thế giới thì việc thay đổi là để cho phù hợp với hệ thống đai đẳng của các môn võ khác trên thế giới. Dạ. Và cũng là khẳng định lại vị trí lịch sử của dân tộc Việt Nam. Thì như vậy thì ở đấy lấy cái cơ sở đó để chúng ta xây dựng một cái hệ thống đai đẳng thuần Việt. Dạ. Nhưng lại là gắn kết với thế giới. Dạ. Chính vì những cái lý do như thế nó phù hợp và nó cũng thay đổi một cái giai đoạn phát triển và ghi dấu một giai đoạn lịch sử. Dạ. Cho nên Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam đã áp dụng cái hệ thống đai mới này. Dạ. Vậy thì thưa võ sư, thì việc mà liên đoàn thu thêm 1,5 triệu đồng tiền đổi màu đai của các võ sư được cấp, thì các chứng chỉ thì từ trước đến như vậy, thì cái việc thu thêm 1,5 triệu đồng như vậy thì theo như võ sư thì có hợp lý hay không ạ? Theo tôi thì bất cứ một cái tổ chức liên đoàn nào cũng cần sự hỗ trợ của quần chúng. Dạ. Cần sự đóng góp của quần chúng. Nhất thiết đây là một cái tổ chức xã hội được nhà nước công nhận. Yeah. Và nó cũng là một tổ chức nghề nghiệp. Thế thì bây giờ các thành viên trong liên đoàn khi anh thi đai đẳng, thi có nghĩa là gì? Tức là anh đi học nghề, anh làm cho nghề nghiệp anh tăng lên. Yeah. Thế thì cái việc anh phải đóng một số lệ phí đó, ngoài cái chi phí cấp bằng cấp cho anh. Yeah. Ngoài cái chi phí tổ chức cho anh thi, thì nó là chi phí hỗ trợ cho liên đoàn. Yeah. Tại sao hỗ trợ cho liên đoàn? Vì liên đoàn rất nhiều hoạt động nhưng đâu có kinh phí nhà nước cấp đâu. Dạ. Cho nên tôi thấy rằng cái việc là nâng cái số tiền lệ phí lên trong giai đoạn này là hợp lý. Nó hợp lý ở chỗ là chúng ta càng ngày thì càng nhiều việc làm mà tiền thì không có. Dạ. Thì liên đoàn lấy đâu làm? Ví dụ bây giờ chúng ta cử một đoàn ra nước ngoài đi. À, vậy hội nghị hoặc này kia thì cả thế giới và cả trong nước phải góp tiền vô cho những thành viên được cử đi. Thế thì phải nói rằng cái việc thu nói ra thì nó nhiều. Yeah. Nhưng mà các võ sư, các huấn luyện viên thì cũng có cái phần bù là chúng ta huấn luyện. Rồi liên đoàn có cái phần đó, để phần cái kinh phí đó, lệ phí đó để chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Thành ra cái việc mà áp dụng hệ thống đai đẳng mọi thứ ấy, thì có thể có ý kiến này, ý kiến khác. Yeah. Cái chuyện đấy thì không thể tránh khỏi ở một cái tổ chức lớn như thế này. Yeah. Nhưng mà ý kiến gì chăng nữa thì chúng ta cũng phải có thời gian ứng dụng nó. Yeah. Có thời gian tìm hiểu nó. Và nó không phải bất di bất dịch mà. Yeah. Nếu chúng ta tìm hiểu thời gian ứng dụng nó có những cái vấn đề không phù hợp. Yeah. Thì tất nhiên chúng ta sẽ có những cái sửa đổi để yeah. cho nó phù hợp. Và như vậy sửa đổi chính là gì? Là giải quyết những vấn đề chưa tốt để cho những cái vấn đề tốt nó sẽ được phát huy hơn. Yeah. Và như vậy cũng là con đường đi lên của liên đoàn thôi. Dạ, xin cảm ơn võ sư Lê Kim Hòa về buổi trao đổi ngày hôm nay. Và hy vọng là sau buổi trao đổi này thì dư luận sẽ có một cái nhìn chính xác hơn và một cái nhìn về cái quyết định mà liên đoàn vừa ban hành vừa qua.